Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuyến bay giải cứu khắc phục hậu quả 164 tỷ, còn lại 3.800 tỷ nằm túi ai, tiền dân đâu nữa. Hồi đầu tháng 6 năm ngoái, trong lần họp báo thường kỳ chính phủ, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến thu lợi đến vài tỷ đồng, ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng đã bị các nhóm thực hiện chuyến bay giải cứu trục lợi. Đấy là con số rất lớn và là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân bị nhóm này chiếm đoạt. Lẽ ra khi bị truy tố cả nhóm thì số tiền bị chiếm đoạt phải được xác định tương đương với con số mà ông Tô Ân Sô đã công bố. Nếu thấp hơn thì vẫn phải chiếm một tỷ lệ cao. Tuy nhiên thực tế khi phiên xử diễn ra thì số tiền được thu hồi để khắc phục hậu quả chỉ là 120 tỷ đồng và 1,8 triệu đô la Mỹ. Tích góp lại là khoảng 164 tỷ đồng được thu hồi, chỉ chiếm có 4% so với 4.000 tỷ đồng mà ông Tô Ân Sô đã công bố. Ước tính số mà nhóm chuyến bay giải cứu hút của người dân là khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhóm chuyến bay giải cứu hút máu của dân đến 4.000 tỷ đồng mà chỉ nhà ra có 164 tỷ đồng. Vậy còn khoảng 3.836 tỷ đồng đang nằm trong túi của ai đây? Vụ án này đã được đem ra xét xử thì có thể sẽ không còn truy tố thêm ai nữa. Nếu có thì cũng chỉ là con số rất nhỏ so với 54 bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa mấy ngày qua. Từ con số thu hồi tiền cướp của dân khoảng 4% thì xem như số tiền mà nhóm này cướp đoạt vẫn còn nằm trong túi của bọn hút máu dân. Những người này còn rất nhiều tiền để chi cho đường dây chạy án và để tiếp tục xin giảm án. Đó là những gì đang diễn ra ở vụ án này. Thực tế là nếu truy hết số tiền mà tập đoàn hút máu này đã hút của dân, đem trả lại thì bộ máy hạnh tòa án còn tiền đâu mà ăn đi nữa. Những người đang bung tiền để chạy án thì điên đấy cũng lấy từ nguồn tiền mà họ hút máu của nạn nhân mà ra. Ăn của dân 100 đồng nhưng nộp tiền khắc phục hậu quả chỉ có 4 đồng, còn lại đến 96 đồng. Như vậy, bọn hút máu kia vẫn rất giàu. Giả sử bọn hút máu chi chạy án hết 26 đồng, gấp 6,5 lần số tiền chi cho tòa để khắc phục hậu quả, thì nhóm hút máu này vẫn còn 70 đồng để mà làm giàu. Được biết, 70% của 4.000 tỷ đồng là 2.800 tỷ đồng, vẫn là một con số rất khủng. Tiền khắc phục hậu quả chỉ có 120 tỷ và 1,8 triệu đô la tương đương với 164 tỷ đồng. Có thể tiền chạy án cao hơn hoặc cũng có thể ít hơn 26%, không ai biết được con số chính xác. Đây chỉ là giả định để thấy rằng sau khi tập đoàn hút máu này bị bắt và bị khui ra, dù đã xuất tiền túi ra để đền bù thiệt hại và xuất tiền núi ra để chạy án, để được giảm án thì số tiền còn lại nằm trong túi họ cũng là rất lớn. Cho đến nay đã có 17 án bị truy tố ở khung hình tử hình, được giảm xuống những mức án rất thấp. Điều đó chứng tỏ bộ máy tố tụng đã được bơm tiền chạy án. Người từ bên trong đã sớm cho Thời báo.de biết rằng sẽ có những cũ ngã giá đằng sau cánh gà của phiên tòa, và chính người này đã khẳng định với Thời báo.de là sẽ chẳng có án tử hình nào cả. Cho tới giờ phút này, những gì đã diễn ra ngày càng cho thấy lời khẳng định của thông tin từ bên trong chế độ đưa ra là hoàn toàn đúng. Thực ra trong vụ chuyến bay giải cứu còn có những con cá gộc được bảo vệ. Trường hợp của ông Đỗ Xuân Tuyên chỉ là trường hợp quá lộ liễu mà thôi. Vụ chuyến bay giải cứu này đã làm ngã ngựa ông Phó Thủ tướng Thường trực và các ông Chủ tịch nước, nhưng những người tầm đó chỉ ngã giá để rời ghế sẽ không có chuyện bị truy tố. Vụ chuyến bay giải cứu bắt tép diêu thả cá gọc. Vụ xét xử chuyến bay giải cứu này chưa đưa được chùm cuối ra khỏi vành móng ngựa, và có lẽ không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam dám thực hiện điều đó. Bởi một khi ông Trọng nói chống tham nhũng không có vùng cấm thì phải hiểu ngược lại. Cộng sản luôn nói một đường là một đèo, hoặc tinh vi hơn, họ dùng lời nói và hành động một phần để tạo lòng tin cho người dân. Chống tham nhũng là chuyện ông Trọng làm thật, tuy nhiên câu nói không có vùng cấm thì lại là giả. Ai cả tin thấy ông Trọng chống tham nhũng thật thì cũng tin ông chống tham nhũng không có vùng cấm luôn. Đó là cái tinh quái của ông Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin chuyến bay giải cứu khắc phục hậu quả 164 tỷ, còn lại 3.800 tỷ nằm trong túi ai,
tiền dân đâu nữa. Quý vị và các bạn gặp lại Thời báo .de vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người có siêu bùa linh nhất Việt Nam sắp đi hầu tòa bằng Rolls-Royce hay G63. Đại gia Lê Thanh Thản không chỉ nổi tiếng là ông chủ doanh nghiệp quyền lực, mà ông ta còn nổi tiếng về thú chơi siêu xe. Có lẽ ông ta đã có tuổi nhưng không chơi siêu xe, nhưng đã đại gia trẻ. Tuy nhiên, người ta nói thú chơi siêu xe sang của ông chủ tập đoàn Mường Thanh không thua gì ông Trịnh Văn Quyết, đặc biệt là với loại xe khẳng định đẳng cấp hàng đầu như Rolls-Royce. Cho đến nay, chưa có đại gia nào chơi một lúc hai món đồ rất tương phản, đấy là điếu thuốc lào là một loại dụng cụ hút thuốc dân dã của người lao động miền Bắc, và xe Rolls-Royce một biểu tượng của sự xa hoa bậc nhất trong làng ô tô thế giới. Thường người ta thấy đại gia đi Rolls-Royce thì hút xì gà Cuba, nhưng ông Lê Thanh Thản thì đi Rolls-Royce và jeep đấu cày, một hình ảnh rất lạ và cũng rất riêng của vị đại gia này. Siêu bùa của đại gia Lê Thanh Thản. Đến nay, ông Thản đã dùng qua nhiều chiếc xe thuộc thương hiệu xe sang của Anh Quốc. Vào năm 2014, ông tậu chiếc Rolls-Royce. Đầu tiên, vào năm 2019, ông Thản đã tậu thêm một chiếc siêu xe siêu sang Rolls-Royce tiếp theo. Ngoài hai chiếc xe này, ông chủ Mường Thanh cũng sở hữu hai chiếc Rolls-Royce khác. Đấy là những chiếc xe đặc biệt. Và ngoài Rolls-Royce, ông còn sở hữu cả xe Mercedes AMG G63. Có người nói đùa rằng ông Lê Thanh Thản là người không những sở hữu những siêu xe mà ông còn có siêu bùa. Lá bùa này là lá bùa có quyền lực thực sự, chứ không phải những lá bùa chỉ sở hữu được quyền lực ảo của những người mê tín dị đoan. Đấy chính là bốn câu thơ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã viết cho Mường Thanh khi ông Trọng đến Nghệ An công tác. Nội dung bốn câu thơ đấy như sau: lần này lại đến phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh. Cố lên các chị các anh, quê hương vẫy gọi sử xanh lưu thuyền truyền. Đại gia điếu cày và chiếc Mercedes G63 của ông ta. Ông Lê Thanh Thản là người được hưởng rất nhiều đặc ân. Được biết vào tháng 7 năm 2019, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, Công an thành phố không dám bắt ông Lê Thanh Thản. Chưa hết, đến tháng 4 năm 2023, ông Lê Thanh Thản tiếp tục bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự, nhưng cũng không dám bắt. Dự kiến vào ngày 10 tháng 8 tới đây, ông Lê Thanh Thản sẽ ra tòa. Điều đang nói là ông Thản bị hai cơ quan khởi tố, đấy là cơ quan thành phố Hà Nội khởi tố vào năm 2019 và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố này khởi tố vào tháng 4 vừa qua. Nhưng chẳng cơ quan nào dám bắt ông Thản. Đấy là dấu hiệu cả bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội đang sợ siêu bùa. Tấm siêu bùa này là đặc ân của ông Nguyễn Phú Trọng tặng cho Lê Thanh Thản. Chưa có đại gia thứ hai nào có được đặc ân tương tự. Rất nhiều người chủ doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ cần tìm cách chụp chung hình với ông Tổng Bí Thư một tấm thì đã dùng nó làm bùa thiêng để mà tìm kiếm quan hệ làm ăn rồi. Đằng này, ông Thản đã có nguyên cả lá bùa viết tay do ông Trọng trao tặng. Đố ai dám tuyên án tù giam với đại gia có siêu bùa. Cùng bị truy tố chung với ông Thản có 6 người khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự vào năm 1999, bao gồm ông Nguyễn Duy Uyển là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Mai Quang Bài, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông; và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Nam. Tất cả 6 người trên đều bị bắt giam. Chỉ có ông Lê Thanh Thản thì vẫn thanh thản sống trong biệt thự phủ, vẫn đi siêu xe hàng ngày. Có lẽ nên đặt câu hỏi rằng ông Lê Thanh Thản sẽ đến tòa bằng chiếc Rolls-Royce hay bằng chiếc Mercedes G63. Còn việc ông Thản bị án bao nhiêu năm tù thì miễn bàn, bởi cả bộ máy chính quyền của Hà Nội không dám bắt vị đại gia này thì làm gì dám kết án tù giam cho ông ta. Cùng lắm là năn nỉ ông chấp nhận án treo để bộ máy chính quyền Hà Nội khỏi muối mặt mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Người có siêu bùa linh nhất Việt Nam sắp đi hầu tòa bằng Rolls-Royce hay G63. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.